Nguyễn Khắc Thủy Gia Mô đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam can thiệp. Không đồng tình với bản án phúc thẩm tuyên giảm án từ 3 năm xuống 18 tháng tù treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy hồi bảo vệ quyền trẻ em gửi đơn cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trao đổi với báo Người Lao Động, luật sư Trần Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em, hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết đã gửi đơn đến nhiều cá nhân đơn vị có thẩm quyền xem xét vụ án Gia Mô trẻ em liên quan tới ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi. Hội đã gửi đơn cho Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, thể hiện việc dư luận bức xúc bản án phúc thẩm Nguyễn Khắc Thủy mà Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên từ mức 3 năm tù giam xuống 18 tháng tù treo. Hội bày tỏ quan điểm không đồng tình với những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét. Bị cáo Thủy là đảng viên, cán bộ ngân hàng nhà nước, có cống hiến nhiều năm trong địa phương, tuổi già sức yếu. Theo đơn của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển về sau của các bị hại. Do đó, Hội đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo các cấp ngành nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em. Đặc biệt, Hội cũng đề nghị thành lập các đoàn kiểm tra và giám sát viên trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó, Hội đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét việc giám đốc thẩm vụ án Gia Mô trẻ em liên quan đến bị cáo Thủy. Theo án sơ thẩm, ông Nguyễn Khắc Thủy ngụ ở chung cư La Kê Sai, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Vào năm 2012, ông Thủy gặp bé Thơ, sinh năm 2002, xuống sân chung cư chơi thì tiếp cận cho bé, dùng tay đưa vào trong quần của em để đụng chạm các bộ phận nhạy cảm. Bà nội cho bé biết chuyện bày tỏ sự bức xúc nhưng không tố cáo vì sợ ảnh hưởng tới cháu gái. Vào một buổi tối tháng 4 năm 2014, bé D theo cha xuống công viên chung cư chơi cùng bạn thì ông Thủy tiếp cận rồi thực hiện hành vi Gia Mô. Nghe bạn của con bảo, người cha chạy lại nói chuyện và đánh ông Thủy, gọi bảo vệ đến giải quyết thì ông này lén bỏ đi. Ngày tháng sau, cháu A đang ở trong phòng, dựa lên thành cửa sổ với cháu Ngờ, sinh năm 2003, thì ông Thủy đến ôm Ngờ khiến cháu bé bỏ chạy. Lúc này ông Thủy tiếp cận cháu A rồi giữ chặt thực hiện hành vi Gia Mô. Tối ngày 19 tháng 6 năm 2014, ông Vajay quốc tịch Ấn Độ cùng con trai sinh năm 2011 phát hiện ông Thủy dùng tay thực hiện hành vi Gia Mô với bé Ngờ sinh năm 2009 tại công viên chung cư. Trong 4 vụ án này, cơ quan điều tra xác định đủ chứng cứ để buộc tội ông Thủy Gia Mô trẻ em. Trong 2 vụ xảy ra đối với bé Giờ và bé A, cơ quan điều tra xác định 2 vụ còn lại chưa đủ chứng cứ nên tách riêng ra để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù về tội Gia Mô trẻ em. Ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phúc thẩm cho rằng chỉ đủ căn cứ buộc tội trong một trường hợp Gia Mô trẻ em xem xét nhiều tình tiết đã giảm từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo đối với bị cáo Thủy. Đại biểu Quốc hội, phán quyết của Tòa xử vụ Nguyễn Khắc Thủy là thách thức pháp luật với tội xâm hại Gia Mô trẻ em và với những gì mà bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã biểu hiện thời gian qua, khiến ai chứng kiến cũng phẫn nộ, giận dữ. Thì việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ này chẳng khác nào là sự thách thức pháp luật. Bài viết của đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền. Đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên, ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, viết riêng cho vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên 18 tháng án treo đối với bị cáo phạm tội Gia Mô trẻ em Nguyễn Khắc Thủy tại phiên phúc thẩm thay vì 3 năm tù giam như án sơ thẩm. Mức án 3 năm vẫn còn rất nhẹ. Những ngày qua, thông tin Tòa án Bà Rịa Vũng Tàu tuyên 18 tháng án treo đối với bị cáo phạm tội Gia Mô trẻ em Nguyễn Khắc Thủy tại phiên phúc thẩm thay vì 3 năm tù giam như án sơ thẩm đã một lần nữa khiến chúng ta có quyền nghi ngờ sự minh bạch trong các quyết định tư pháp có liên quan đến trẻ em. Dư luận xã hội có quyền giận dữ và bức xúc trước sự những phán quyết gây tổn hại sâu sắc đến quyền lợi của trẻ, mà lẽ ra quyền lợi này phải được đảm bảo tốt nhất theo luật định. Là người đã từng lên tiếng, đã từng gửi chất vấn đến các bộ ngành,
liên quan đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đã có những góp ý cụ thể cho luật hình sự sửa đổi về tội xâm hại tình dục trẻ em trong vai trò là đại biểu Quốc hội và thực tiễn công tác trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em bình đẳng giới. Tôi thừa hiểu việc tìm kiếm chứng cứ pháp lý đối với tội dâm ô trẻ em theo quy định pháp luật hiện hành là một điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong vụ án này, với việc dành thời gian theo dõi trong quá trình các gia đình nạn nhân tìm kiếm công lý cho đến khi vụ án được truyền thông vào cuộc và đưa ra xét xử, thì với tôi, mức án sơ thẩm 3 năm vẫn còn rất nhẹ so với hành trình, nỗ lực và cả sự đau thương mất mát mà gia đình của những nạn nhân đã trải qua, đã chịu đựng. Đó là một sự bất nhân đối với gia đình họ. Với kết quả của phiên tòa phúc thẩm lần này, tôi thật sự thất vọng và cảm thấy phẫn nuốt thay cho những nạn nhân. Tôi không tin rằng đây là một bản án đảm bảo tính công lý và cả sự thấu đạt về đạo lý. Nếu lý do giảm án mà tòa phúc thẩm đưa ra như thông tin báo chí cung cấp, đó là chưa đủ căn cứ pháp lý để kết tội. Bị cáo đã già yếu bệnh tật, là người có nhiều cống hiến, thì tôi hay bất kỳ ai cũng có quyền nghi ngờ về động cơ. Nhận thức của hội đồng xét xử trong vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này. Tinh thần nhân đạo trong thực thi pháp luật phải luôn được xem xét một cách thận trọng, thấu tình đạt lý và phải dựa trên cơ sở của hành vi, mức độ phạm tội, thái độ nhận tội cùng với các yếu tố bắt buộc theo luật định, chứ không thể đặt cho ban phát một cách dễ dãi. Với tội xâm hại dâm ô trẻ em và với những gì mà bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã biểu hiện thời gian qua, khiến ai chứng kiến cũng phẫn nộ, giận dữ, thì việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ này chẳng khác nào là sự thách thức pháp luật, chưa nói đến tội ác mà ông ta gây ra đối với những đứa trẻ vô tội, sự thách thức, dọa nạt và chối tội của ông một cách công khai ở phiên sơ thẩm đã cho thấy một bị cáo đầy tinh danh, thừa sức khỏe để có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội và cho trẻ em. Thật khó để dung tha. Phán quyết của tòa bào mòn niềm tin vào sức mạnh công lý của người dân. Chính hội đồng xét xử cũng thừa nhận cơ quan điều tra đã điều tra đúng người đúng tội, lẽ ra bị cáo phải là tấm gương tốt, nhưng ở đây bị cáo lại có hành vi dâm ô với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của các cháu, gây bất bình trong dư luận. Nhưng sự phán quyết cuối cùng của tòa án đã mâu thuẫn với những lập luận trước đó, đã phá vỡ mọi nỗ lực đương đầu với tội ác, đã bào mòn niềm tin và sức mạnh công lý của mọi người dân, là nguồn cơn của sự giận dữ, phẫn nộ của dư luận xã hội những ngày qua. Sự nghiêm minh uy quyền của pháp luật, sự vững chắc của công lý đang hiện hữu ở đâu trong vụ án này? Tiếng nói, nguyện vọng, quyền được bảo vệ của trẻ em trước vấn nạn bạo hành, xâm hại tình dục, sự lên tiếng tham gia, biểu đạt chính kiến của công luận đang tồn tại ở đâu trong xã hội này? Tâm hồn của các em đã bị vấy bẩn, trái tim các em đã chịu tổn thương, thể chất các em đã bị tổn hại nghiêm trọng. Sự phát triển của các em đã không còn cơ hội toàn diện nữa, và gia đình người thân của các em phải chịu những cú sốc tinh thần sẽ không có gì bù đắp nổi, sẽ không bao giờ cân bằng lại được. Các vị hãy đặt mình trong cảm xúc của dư luận, trong tâm trạng xã hội những ngày qua để hiểu được nguồn cơn của sự phẫn nộ, để thấy tội ác này cần phải nhận trừng trị thích đáng và kiên quyết loại bỏ. Hãy đặt mình vào nỗi đau của con trẻ để hiểu được những trải nghiệm tâm lý của chính nạn nhân phải đối mặt hàng ngày. Cuối cùng, tôi mong các vị hãy đặt mình vào lòng trắc ẩn của một con người, vào trái tim của những người đã làm cha làm mẹ, làm ông làm bà để yêu thương, để ánh sáng của lương tri soi rõ hình hài và bồi đắp sức mạnh công lý mà các vị được trao quyền nhân danh. Pháp luật nếu không đủ mạnh và vững chắc để bảo vệ che chở cho một đứa trẻ, sẽ trở thành tấm gương phản chiếu về niềm tin của nhân dân đối với một chính phủ kiến tạo và minh bạch mà chúng ta đang nỗ lực hướng đến. Tại sao lại lấy lý do đảng viên để giảm án cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy? Phát biểu tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay ngày 14 tháng 5, bà Lê Thị Nga cho biết, 2-3 ngày gần đây, dư luận đang dậy sóng với kết quả phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội dâm ô với trẻ em, khi tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này 3 năm tù giam. Nhưng đến tòa phúc thẩm lại giảm xuống 18 tháng và chuyển sang án treo. Theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang phức tạp và có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, theo phản ánh của cử tri và báo chí, thì bị cáo phạm tội nhiều lần. Nhưng thái độ trước phiên tòa của bị cáo là có vấn đề. Vì vậy, sau phiên sơ thẩm, tòa tuyên án 3 năm tù, thì dư luận rất đồng tình. Tuy nhiên, tới phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử giảm xuống 18 tháng tù
và cho hưởng án treo, thì dư luận bức xúc. Cơ quan chức năng cũng phản ứng. Bà Nga dẫn thông tin, dư luận đang thắc mắc, tại sao đưa ra tình tiết giảm nhẹ, là cán bộ ngân hàng. Và là đảng viên, và cho rằng, điều này là không đúng. Bên cạnh đó, tình tiết giảm nhẹ, khác được đưa ra là, người 70 tuổi. Đối với tội này, cũng chỉ một mức độ nào đó, chứ không thể giảm một nửa hình phạt, từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo được. Đã là tuổi cao, thì trong trường hợp này, càng tuổi cao càng phải gương mẫu, bà Nga bày tỏ quan điểm, và đề nghị viện trưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, kiểm tra lại, để xử lý theo thẩm quyền. Phát biểu tại phiên họp, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện Quốc hội, cũng mong muốn các cơ quan chức năng xử lý đúng với bản chất sự việc, đảm bảo đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân. Cử tri thắc mắc và gọi điện cho tôi rất nhiều, bà Hải cho biết. Trước đó, ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, 78 tuổi, trong vụ án dâm ô với trẻ em, xảy ra tại chung cư La Kỳ Sai, thành phố Vũng Tàu. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, cho rằng bị cáo tuổi già, đang bị bệnh huyết áp, rối loạn thần kinh, và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, diễn ra vào tháng 7, năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Thủy 3 năm tù giam, về tội danh trên. Sau đó, bị cáo đã kháng cáo,